Alo em, anh nhớ anh check cái bài tập này cho em nhé. Bài tập này thì mình sẽ phải nói từ mặt bằng, sau đó thì mới lên được cái phần này. Cái mặt bằng của em ấy thì nó đang có một số vấn đề như này. Thật ra là không phải mặt bằng của em mà cái mặt bằng mẫu. Đấy. Bây giờ nhá, em nhìn này, ở trên cái mặt bằng này thì có một cái trục mà nó chả đi vào đâu cả. Đó, và anh thấy nó cũng không hề có một cái tác dụng gì đi từ suốt từ tầng 1 lên trên luôn. Đấy chính là cái phần trục số 5 này. Bây giờ hai cái phần trục số 5 và số 6 này gần nhau và em nhìn thấy là cái trục số 5 này nó chả có tác dụng gì cả. Về cách thức làm ở trong các phần bản vẽ này của em triển khai thì ok rồi nhá. Bởi vì là thực tế là mình đang tôn trọng thiết kế, đúng không? Cho nên cái phần này thì mình làm đúng như thế. Ở đây thì anh để anh check xem là cái trục số 5 này nó có liên quan gì đến cái phần bên trên này hay không. Cái chỗ bể nước này. Thực tế thì mình bây giờ kết cấu tính rất là tốt cho nên là cái vị trí này mình không cần quan tâm luôn. Không cần luôn. Bây giờ nếu mà thực tế nhá thì em bỏ cái trục số 5 này đi, không cần. Không cần cái trục số 5 này luôn, bỏ luôn hoàn toàn. Em bỏ nó đi thì lúc đấy ở trong cái phần này của em sẽ phải vẽ lại này. Trục số 5 thì không có cái phần này đúng không? Tất cả cái hệ dầm từ trục số 5 đổ lên sẽ không cần nữa. Ở trên này nếu mà xây thì đơn giản là mình chỉ cần làm một cái dầm phụ là đủ. Làm dầm phụ để đỡ cả cái phần trên này. Được chưa? Đấy, thì em bỏ cái trục số 5 này đi. Xem còn cái phần nào nữa. Ok rồi đấy. Bỏ cái trục số 5 đi nhá. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ xoay sang phần mái nào. Trước tiên là em sẽ phải xác định cái vị trí cắt. Thì bây giờ mình sẽ phải xác định vị trí cắt ở mặt bằng chứ không phải là xác định vị trí cắt ở mặt đứng nhá. Mặt đứng này thì có thể soi sang cũng được. Thực tế thì mình sẽ phải cần dùng cả hai cái phần này. Bây giờ thì sẽ tính từ mặt bằng. Cái mặt bằng bây giờ em phải xem là mình cắt ở vị trí nào. Đúng không? Bây giờ anh sẽ dựa trên cái phần này của em nhé. Như này là đang cắt ngang đây này. Đúng không? Tính từ trục 1. Tính từ trục 1 tức là em đang cắt như thế này. Và vào vị trí nào? Đâu? Bây giờ phải xem là cắt vào vị trí nào. Anh thấy là đang cắt vào khoảng vị trí này đúng không? Cắt vào vị trí này. Chỉnh tí nhá. Ui rồi không nhìn thấy gì luôn này. Tiếp lên tận 5.000. Chọn cái hidden mà dùng nhá. Những cái phần nét cắt này này. Nét dạng này này. Đây ví dụ như ở trong cái phần này của em này. Mình loát thêm một cái nét hidden. Là cái phần mà mình hay sử dụng làm nét gạch đứt. Đấy, hidden này. Thì cái phần này của em sẽ dễ chịu hơn. Ui giờ nó cũng không được. Cái bản vẽ này ui giờ cái này biến đổi hết rồi. Ban đầu ấy thì khi mà mình thực hiện nhá, em check cái này cho anh. LTS tức là cái phần Lifetime Scale ấy, ở đây thì đang để 0.2 thì nó rất là bé. Nó đang ảnh hưởng đến cả hệ thống bản vẽ luôn. Thì đây mình để nó bằng 1 như mặc định, sau đó thì những cái phần khác mình chỉnh theo thì nó sẽ ok hơn nhá, nó sẽ không bị quá lớn như thế này. Bây giờ mà anh chỉnh này thì nó sẽ nhảy tổng thể cả cái phần bản vẽ này của em và nó đang làm sai khác cả cái hệ trục này. Đúng không? Này, sai khác cả hệ trục. Các cái phần ký hiệu trục này thì tốt nhất là em nên để ở dạng text. Để cái layer text ấy, thì nó sẽ đỡ hơn. Đấy bây giờ nếu mà riêng cái phần trục này thì có phải anh quét một phát là được luôn không? Còn nếu mà em để thêm cả các cái phần kia thì mình sẽ phải đi lọc lọc từng cái một kiểu như thế này. Đấy. Xem nào. Cái này tầm 20 30 là được rồi.
Đấy. Thấy chưa? Thì những cái phần này của em nó sẽ giảm xuống. Vẫn rất là to luôn. Lần vẫn to. Đấy nhá, vị trí cắt như này. Vị trí cắt này thì em sẽ đưa đi toàn bộ cái hệ bản vẽ của em. Sẽ lấy cái này làm căn cứ này. Cái này thì ở trong hướng dẫn là anh đã nói rồi. Cái video này sẽ nói rất là kỹ cho em về cái phần mái. Đây nhá, ví dụ như thế này. Ở đây thì em có thể lựa một tí, ví dụ như cái vị trí này ở tầng 1 thì nó đang bị gặp vấn đề một chút thì mình có thể để lệch đi một tí này. Để mình cố tình lấy các cái vị trí của cửa nhá. Lấy các vị trí của cửa. Không vấn đề gì cả. Ở dưới này thì nó cũng bị cắt qua cái vị trí này. Thì ở đây ấy, nếu mà cẩn thận thì mình sẽ làm một cái đoạn giật cốt như này. Đấy. Nhá. Làm một đoạn giật cốt như này thì em sẽ thấy là mình cắt qua cả được các cái vị trí cửa sổ đúng không? Đây, thì anh sẽ ở cái đoạn này anh sẽ chỉnh một tí nhá. Cóp lại này. Những cái này làm cẩn thận thì các cái phần sau của mình ấy nó sẽ đẹp hơn. Trước tiên là mình sẽ phải lựa chọn đề bài đã. Đúng không? Các cái phần này. Đẩy nó ra ngoài như này nhé. Đấy. Rồi, bây giờ dựa vào cái phần mặt bằng này bắt đầu em mới lên cái phương án của mặt cắt. Mặt cắt thì cứ dựa vào dầm thôi, các cái tầng dưới thì nó không có gì khó khăn quá. Bây giờ em bỏ cái phần trục năm đi thì toàn bộ cái hệ này của em, toàn bộ cái hệ này nhé. Là bỏ đi này. Cái phần dầm này này. Đấy. Chỉ tính đến cái phần trục 6 thôi. Đấy nhá, toàn bộ cái hệ này của em bỏ đi. Được chưa? Những cái phần dưới này thì anh thấy không có gì là khó cả. Cứ thế mà làm thôi. Ở đây thì cái ban công thì làm cho nó cẩn thận nhé. Đừng đừng để nó bị như này. Như này. Đây. Cái phần này thì em có thể lên mạng em tìm một cái mẫu. Ủa đây là bờ lốc à? Đây, lên mạng tìm một cái mẫu. Ví dụ như cái mẫu nó kiểu như này. Ở trong file này anh cũng không có. Để cho đỡ mình về đây là bê tông cốt thép thì mình sẽ phải để đúng bê tông cốt thép. Thông thường thì có thể là hack hai lần cũng được. Hack hai lần để tạo ra bê tông và cốt thép. Nhưng mà ở trên mạng nó có những cái mẫu để em có thể sử dụng cái đấy, nó tiện hơn rất là nhiều. Thế nhá, ở đây thì anh sẽ phải hack thêm một lần nữa để cho dành cho cái phần là cốt thép đúng không? Đấy, ví dụ như cả cái hệ này của em thì anh cứ hack cả hệ luôn đi để cho em hình dung cho nó dễ. Đây là cái cốt thép này để cho nó hiển thị lên đã, xem nó trông như nào. Đang bé quá. Cái file này của mình nó đang cái phần tỷ lệ hack của nó đang không được ổn lắm. Đấy, cái này đổi về nhá. Hack này. Đấy thì bê tông cốt thép nó sẽ gồm có cái này là bê tông. Đúng không? Ở đây còn em có mấy cái liền này này. Đây là bê tông này. Và đây là cốt thép nhá. Đấy. Sửa như thế. Bây giờ nói kỹ vào phần mái nào. Bây giờ phần mái của em sẽ cắt qua cái vị trí là cái vị trí này. Nào, copy cái thằng này sang nhá. Như này đúng không nhỉ? Đây, cắt qua vị trí này. Ở đây thì mình cứ tạm thời mình tránh cái bể nước ra nhá. Tránh cái bể nước này. Thực tế thì một là em xây, hai đấy là mình dùng bồn. Thì bây giờ mọi người dùng bồn nó tiện hơn rất là nhiều, không phải xây mà nó lại dễ dàng sửa chữa với cả dễ dàng lắp đặt, cứ cẩu lên đây là có thể sử dụng được rồi, đúng không? Đặt vào cái bệ là xong. Hãy dùng bể bể nước inox ấy để mình dùng cho nó dễ. Thế bây giờ nhìn vào cái phần bản vẽ này, mình sẽ phải phân tích một chút.
Mình sẽ đang có hai cái dạng mái, một cái mái chéo theo hướng này, hướng dọc, và một cái mái chéo theo hướng ngang, đúng không? Một cái mái chéo theo hướng dọc và một cái mái chéo theo hướng ngang. Thì em hình dung là bây giờ nếu mà nhìn chính diện từ hướng này thì mình sẽ có một cái phần mái kiểu như thế này, đúng không? Mà nó rất là to luôn đấy. Nếu mà nhìn từ đây nhá, em có thể gióng lên này. Mình có thể gióng lên kiểu như thế này. Đây, hai vị trí của viền mái này. Đây là vị trí ở giữa này. Đây là vị trí ở viền này. Bây giờ tính cốt, cốt ở mép dưới, thì bây giờ mình sẽ nhìn ở trên mặt đứng. Đây là cốt của mép dưới và đây là cốt của mép trên. Đây là chiều cao 316, 3160 đúng không? Khoảng đấy. Rất là cao. Đây, như thế này. Thì đây chính là cái phần mái. Đây, cái phần mái của em nó sẽ kiểu như thế này. Trước tiên là mình đi cái phần này như thế đã. Đó, mình đi cái phần này như thế đã. Để mình hiểu. Tiếp theo đấy là cái phần mái bên này. Cái phần bên mái bên này, mái bên này sẽ tính viền từ đây. Chiều cao thì đây, cũng cũng từ cái phần này đúng không? Nhưng mà nó lại hơi bị chênh. Đây, chênh cốt từ cái điểm này đi lên. Khoảng này là khoảng 330 đi. 330 đến cái phần mép trên này. 330 thì bây giờ em phải vẽ một cái đoạn này lên. 330 đúng không? Sau đó thì cái phần mái của em nó sẽ đi từ đây đi sang, nó đâm hết sang đi gì thì nó đến đâu thì nó gặp ở đấy, đúng không? Thì cái phần này nó sẽ giao với cái phần mái này nhá, giao với cái phần mái này. Đấy, ở phần dưới này thì chưa biết kết cấu kiểu gì nhưng mình sẽ phải nhìn vào đây để mình làm. Đấy, phần này bị chênh lên này. À, cái thằng này bị chênh một bên thôi, nó lại khó chịu như thế. Đấy, thì cái phần này nó lại vẫn ở đây, đúng không? Như này. Đây, cái phần cốt này thì em có thể giữ lại nhé. Mình có thể dùng cái phần cốt ở trên này cho nó chính xác này. Mình gióng từ bên này sang, giống như em đang làm ấy, gióng từ bên này sang. Đấy, thì mình có cốt dưới, mép và cốt trên. Đây là các cái phần cốt của thành phần, đúng không? Đây là các đường gióng thì mình có thể bỏ đi. Đây là phần mái. Nhưng có vẻ nó hơi vô lý nhỉ. Thông thường là người ta cũng làm cân đối, sau đó người ta lại đua thì đua thôi. Phần giữa nhá, phần cánh nhá. Đấy. Thì bây giờ cái kết cấu mái tạm thời của em nó sẽ như thế này. Ở đây thì bắt đầu mình sẽ có thêm này. Là tại vị trí này nó sẽ có một cái phần xây lên. Đây lại có một cái giếng trời. Đúng không? Bây giờ cứ tính từ cái đoạn giếng trời này đi. Và cái chiều cao này nó đang vươn đến tận trên này, tính từ điểm mái là 3 mét rưỡi. 3506. Anh hiểu tại sao nó cứ lẻ lẻ vậy. 3506. Chính xác thì em cứ vẽ như thế nhá. Rồi, điểm mái tiếp theo là tại cái vị trí này, đưa lên. Đây. Thế thì cái phần này của mình nó sẽ là cái đoạn này. Đây. Đấy. Đây đúng không? Như thế này. Bây giờ mình sẽ tính. Bây giờ mình sẽ tính cái đoạn này. Bây giờ cái mặt cắt của em nhá, cái mặt cắt của em là nó cắt qua đây. Đấy, bây giờ gióng lên này. Điểm này thì nó thẳng ở trên này rồi đúng không? Bây giờ đến điểm này. Đấy, đây là điểm cắt, tại vị trí này là điểm cắt này. Đây, điểm cắt. Cắt dọc và cắt ngang nhé, tại vị trí này. Đấy, còn cái mái ở phía dưới này thì mình cắt qua cả mái rồi và cắt qua cả cái tường này rồi. Này, cắt qua cái hệ tường này. Bây giờ hệ tường này thì em sẽ phải check cao độ. Tính từ cái phần mái này đi lên như 10 mét bao nhiêu này, cái đoạn này nó có sàn ấy thì mình sẽ phải tính cao độ nhá, đổ sàn. Đổ sàn ở đây thì anh đang hình dung là bây giờ từ cái trục năm ngày xưa người ta tính kết cấu này. Từ cái trục năm này người ta tính kết cấu là người ta sẽ đẩy từ tầng dưới lên tận tầng trên ra trục 5 này. Sau đó vươn ra trục 6. Thì bây giờ anh đang hình dung là nói chung là cái phần thiết kế của nhà này không được tốt lắm. Đây, người ta chỉ dùng đúng một cái trục 5 này cho cả một cái hệ ở bên trên. Mà đâu có cần phải như thế.
thậm chí là bây giờ có thể bỏ trục 6, nếu mà em giữ lại trục 5, trục 5 thì bỏ trục 6 để mình làm nó giống, các vị trí này nó sẽ gần giống như ban công đúng không, vị trí ngoài này sẽ gần giống như ban công mà mình xây lên, nhưng mà đang bị tốn. Bây giờ em thấy là nếu mà có các phần trục thì nó sẽ có các phần cột, và nếu mà như thế này thì cái phần cột từ tầng 1 đổ lên tận tầng 5, tận tầng 4 đến mái nó chỉ có phục vụ cho mỗi cái phần bên trên này đấy, thì nó rất là tệ, phải nói là như thế luôn, rất là tệ của cái phần kết cả, của cái phần thiết kế này. Đấy là mình bàn thôi, chứ còn đây là mình đang không phải là thiết kế, mình đang triển khai thì mình cứ phải dựa vào đấy thôi. Đấy thì bây giờ đến đoạn này nhá, cái kết cấu mái của em ấy hiện tại thì anh đang thấy là em chọn mái bê tông cốt thép dán dán ngói. Dán ngói thì có hai kiểu, một đấy là láng vữa và dán, thì cái loại này nó không được bền bằng cái phần mình dùng thêm một cái phần li tô thép bắn lên hệ này nhé, tại vì độ giãn nở nhiệt của nó khác nhau thì sau này cái ngói nó hay bị nứt giống như sàn gạch của mình ấy. Cái phần này nó đang có ánh sáng trực tiếp mặt trời, sau này nó nóng lắm thì làm những cái phần này nó sẽ có thể bị hỏng và sửa chữa nó cũng khó hơn. Nhưng mà nếu mà em làm dạng li tô bằng thép, em bắn cả vào các cái phần hệ này rồi mới lợp mái ngói ấy, thì nó lại ổn hơn nhá. Tất nhiên là mình tốn thêm một tí. Đấy thì bây giờ cắt đoạn này này thì mình sẽ có này, trước tiên là cái phần hệ của em ở trên này nó sẽ có cái, đây là cái phần giống như mặt sàn ở tầng dưới đúng không, giống như mặt sàn ở tầng dưới thì đây nó là hệ kết cấu, nó là cái phần bê tông cốt thép. Sau đó cái bê tông cốt thép của em thì nó cắt qua vị trí này thì nó cũng chạy theo tiếp nhá, nó cũng chạy theo tiếp. Ví dụ như cái phần này và 120 kiểu như này chẳng hạn, thì đây nó là một hệ của em cắt qua đây, cắt qua đây. Bây giờ cái phần mái này của em thì cắt qua cái vị trí này thì đây là chính là cái phần dao đấy, cái đoạn này, cái này nó được tính là liền khối nhé, cả hệ mái này nó sẽ là liền khối, thì tại vị trí này của em là nó sẽ dao đây, thì nó sẽ như thế này. Đây cái mái này thì đang để như này đúng không, đổi cái phần khác nhé, cho nó xuống dưới đi. Đây, đây, đây. Cả đoạn này của em nó sẽ lại một chút. Đây, nó sẽ chạy như thế này. Đấy nhá. Cắt qua đây. Cắt qua đây, đây là phần mái bên trên. Đây, cắt qua mái này, đây là phần nhìn thấy, cắt qua mái phần nhìn thấy. Thế thì ở phần trên này của em thì thực tế là nó không bị cắt qua. Đúng không? Nó chỉ cắt qua cái phần mép dưới này thôi. Phần trên này chỉ được là nhìn thấy. Nó ở phía bên bên đằng sau mà đúng không, nó là phần nhìn thấy, được chưa. Thế thì cái chỗ này nhá, bây giờ mình sẽ cắt đi này, sẽ cắt đi cái viên mái này, cái viên mái này thì bây giờ nó chỉ nhìn thấy cái viên bên ngoài này thôi đúng không, nó là cái phần nét của bên kia đấy, cái phần viên mái này nó chính là cái nét dọc xuống của cái phần mái bên đằng sau ấy. Cắt đây, nhìn lên thì nhìn thấy cái mép mái này, là cái mép mái này nhá. Thì cái phần này của em nó sẽ dừng ở cái đoạn này, và tất nhiên là nó sẽ liền khối, tức là các cái đường của nó sẽ ăn vào nhau nhá. Bây giờ anh diễn tả trước, đây là về cái phần mái bên này nhá. Đấy thì ở đoạn này của em này là nó đúng đến đây, nhưng mà nó không ăn đến như này, nó không ăn xuống phần này, mà cái đoạn này của em nó sẽ đâm ra đấy nhá, x ra trước nhá, để anh sửa nhá. Đây nó sẽ đâm ra đây, hiểu chưa. Đây thì nó sẽ không có cái phần dưới này, cái phần dưới này sẽ nhìn của cái phần bên kia, thì cái nét này nó sẽ trở thành là nét thấy nhá. Sửa lại chỗ đoạn này thế à, thì cái này nó tùy vào cái việc mà em bo bo cạnh, thì chỗ này có thể nhìn thấy hai nét hoặc mấy nét, đây là tùy nhá. Nhìn thấy phần bên kia thì đây là cái đường mái của em này, đây theo cái phần này đã. Đến đến điểm này nhá, bây giờ đến điểm này là xong rồi. Đây điểm giữa này của em coi như là đã cắt được rồi này. Điểm giữa này từ bên này sang nhá. Là xong cái phần mái bên này, giờ làm chi tiết nó lên thôi mà. Đấy, làm chi tiết nó lên thôi. Tí nữa sẽ quay lại một chút nói về mái đã, tí còn kết cấu của nó nữa. Bây giờ đến cái phần mái bên này, phần mái bên này của em thì nếu mà theo cái mặt cắt này thì nó đang cắt qua cả cái hệ thống bên trên. Đúng không? Cắt qua cả hai bên trên. Thì mình sẽ thấy cái phần mái này đâm xuống đã,
thấy phần mái này đâm xuống thì nó sẽ ăn đến đoạn này. Trước tiên là ăn đến đoạn này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ tính của cái phần bên này. Phần bên này đến đuôi nhá, đến đuôi thì mình vẫn cắt qua nó thì nó lại ăn đến phần bên này tiếp, đúng không? Thì đoạn giữa này của em tạm thời là chưa thấy gì. Nhà, đoạn giữa này này là chưa có gì nhá. Thế bây giờ mình lại cắt qua cả đoạn giữa này. Cái đoạn giữa này bây giờ sẽ phải tính toán. Tính toán là bây giờ nếu mà em làm sàn sau đó em mới xây tường ấy thì nó sẽ kiểu như thế này. Sẽ đi sang đây là cái phần sàn, tính từ mép này nhá. Đây là cái phần sàn. Sau đó thì xuống đây. Đúng không? Thì cái đoạn này của em nó sẽ không có này. Đấy, thì cái phần sàn nó sẽ lên phía trên này cái gì và phần sàn đi xuống dưới này cái gì. Đây nhá, đây phần sàn nhá. Bây giờ anh sẽ chuyển cái phần này thành cái nét bây giờ cắt qua đây cái gì thì nhìn thấy đường sau này và cắt qua hai phần tường. Đúng không? Ví dụ như cái tường xây của em nó xây ở đây. Anh sẽ không vẽ chính xác nhá, bởi vì là bây giờ chính xác thì nó mất thời gian, anh sẽ mô tả cho em trước để em hiểu được cái đoạn đấy và mình sẽ làm cho nó đúng. Làm cho nó đúng sau. Đấy, như thế này đúng không? Phần mái này xong này, phần mái xong này, cái sàn này xong này. Thế bây giờ mình sẽ phải tính đến cái tiếp theo, đấy là cái hệ kết cấu để mình đỡ được cả cái hệ bên trên này. Bây giờ sẽ phải sử dụng đến cái phần trục này. Đây. Bây giờ toàn bộ hệ trục này của em sẽ phải đẩy từ dưới lên, tức là mình sẽ có cái hệ kết cấu là các cái phần cột ấy. Như này đúng không? Đẩy xuống này. Đây. Thấy chưa? Thế thì bây giờ này, tại vị trí này sẽ có cột đi lên. Hay vị trí này cái gì? Có cột đi lên và nó sẽ có cái dầm. Thấy chưa? Nó sẽ có cái dầm ở đây. Nó sẽ có cái dầm ở đây. Đây là hai hệ dầm nhá. Đấy của cái vị trí này nhá. Đoạn này thì kết nối không vấn đề gì cả. Ở đoạn giữa này của em, bây giờ chỗ này của em thì cái trục này nó lại lệch. Chỉ đoạn này nó sẽ có cái dầm ở đây. Nhá. Kệ nó lệch. Đây đâm lên đây. Đây tại vị trí này lại giật cốt một lần nữa. Tại vị trí này lại có cái dầm. Thấy chưa? Ở đây nếu mà cẩn thận, bởi vì xây phần tường lên trên thì mình có thể đua một cái dầm ra đây. Giống như cái ban công ấy, nhớ nhá. Giống như ban công thì đoạn này thì đây nó sẽ kết nối vào đây và kết nối vào đây. Tại vị trí bên ngoài này nó sẽ có hệ dầm tiếp. Đấy. Thế thì đoạn này của em nó có thể như thế này. Rất là nhiều dầm đúng không? Đây. Đây là dầm chính thì lúc này các cái phần này này, tất cả những cái phần có trục thì là dầm chính. Bây giờ mình đã bỏ cái trục 5 này đi rồi đúng không? Đấy. Bỏ cái trục 5 đi rồi thì đây nó sẽ trở thành dầm phụ nhá. Cái nào có trục thì là dầm chính, cái nào không có trục thì nó sẽ là dầm phụ. Đấy, đoạn này nó là dầm phụ. Kết nối với đây, kết nối với đây. Đây là dầm chính. Đấy, cái mặt sàn này nó sẽ. Bây giờ cái dầm này thì nó lại không ở đây được. Đúng không? Bởi vì ở đoạn trên này mình đâu có đâu. Thì nó sẽ ở dưới này. Đấy, nó sẽ ở dưới này. Dưới này và nó không phải bằng cái mép sàn này đâu nhé, nó sẽ ở cái tầm của đây này, nó ở cái cốt sàn này này, nó ở cốt sàn này này, tức là nó cách cái đoạn dưới này, đuôi mình lấy là cái mép mái đúng không? Thì cái phần này của em nó sẽ là của cái tầng dưới này, nó sẽ xuống đây, thấy chưa? Bây giờ nó sẽ nảy sinh một vấn đề về kết cấu. Nếu mà làm như này thì đoạn trên này không có giằng ngang sang cái trục này, đúng không? Thì với tính chất của cái phần này ấy, thì rất có thể em sẽ phải cấy cột. Từ tầng 1 đi lên đoạn này có ok. Nhưng mà tại vị trí trục 5 này lúc ấy mình bàn là bỏ nó đi. Cho nên nó sẽ không có cột từ tầng dưới đi lên. Mà ở đây thì mình người ta sẽ có thể là kiểu cột gánh. Tức là người ta sẽ cấy một cái cột này để cho cái dầm này gánh nhé. Cả hệ dầm này sẽ gánh cái cột đấy. Ví dụ như đây dầm kết nối từ dầm sang dầm là từ cột sang cột đấy nó có cái dầm chính đúng không? Thì thằng này sẽ phải tính là có một cái cột nữa để đỡ cái hệ trên này. Thấy không? Đây. Mà ở đây thì nó giật. Nói chung là cái phần này làm nó không được ổn lắm đâu. Đây này em nhìn này. Bây giờ nếu mà tính ra thì chỗ đoạn này nó sẽ có cái cột. Thì đoạn này cũng có cái cột đúng không? Mà đã có cột thì sẽ có cái dầm băng ngang ở đây. Đấy. Thế thì bây giờ chỗ này nó đâu có phải là kiểu ấy nữa đâu. Tại sao người ta không làm đẩy cả cái phần này ra để sát mép dầm này? Đúng không? Cái này là do người thiết kế người ta không hình dung được.
người ta không có hiểu biết về kết cấu cho nên là người ta làm những cái phần này nó bị sai. Đấy, thực tế của em là đoạn này dầm, có một cái dầm ở đây chứ, đúng không? Đấy, nhìn từ trên xuống đi, nó sẽ có một cái dầm ở đây, đấy là hệ kết cấu nó giằng vào với nhau. Và cái dầm này nằm đúng trục này. Đấy, thì nếu mà khi mà mình thực hiện một cái phần bản vẽ thì hẳn nhiên là cả cái hệ này của em nên đẩy nó ra ngoài để nó không có một cái khe nào cả, và nó cũng đỡ cả một cái phần bên này luôn. Đấy nhá, thì cái cột mà mình cấy nó sẽ là cái cột này. Nếu mà mình không để lại trục năm thì cái cột mình cấy sẽ là cái cột này, bởi vì là cái hệ kết cấu của mình ấy, cái cột nó đang nằm ở bên này đấy, thì nó sẽ đi một lèo cái dầm này đâm sang đây chẳng hạn. Thì cái đoạn này mình đang không có thì mình có thể cấy lên để mình làm cái hệ bên trên đấy, còn không thì lại rất là nhiều phương án để có thể thực hiện nhé. Mình có thể xây tường chịu lực, tức là để mình làm cho cái phần bên trên này thôi, nhưng mà có vẻ như là làm cột thì sẽ hay hơn bởi vì ở trên này nó còn có bể nước. Nhưng mà cái do cái người tính cái phương án kiến trúc này nó không được tốt đấy, am hiểu về kết cấu không được tốt cho nên là nó đang bị gặp vấn đề rất là nhiều vấn đề khi mà triển khai để cho nó đúng. Như ở đây thì em hiểu là như thế nhá. Nếu mà em cứ giữ cái trục năm đi như thế này thì coi như không phải cấy nữa, nó sẽ có cả cái hệ bên trên của em đây nhá, đây này, cả cái hệ bên trên thì nó vẫn có cái cốt của trục năm này đúng không? Đây, nó vẫn như thế này đúng không? Trục 6 đến đây là hết nhá, đến cái tầng dưới là hết, sau đó trục năm thì vẫn tròi lên trên này nhá. Đây, trục năm đây nhá, không có cái cột nữa nhá. Như thế được chưa? Đây, trục năm đây, cột đây. Bây giờ nhìn lại hệ kết cấu này, mái này đua ra này nhá, mái này của em đua ra phía ngoài, chỗ này có dầm, chỗ này có dầm, tại các vị trí của trục thì đều có dầm. Chỗ này có một cái phần dầm phụ để mình kết nối đoạn này, thấy chưa? Đoạn này thì nếu mà thực tế nó sẽ phải có một cái dầm nữa, nhưng mà nếu mà bên thi công hoặc là bên kết cấu người ta tính được là không có dầm ấy thì nó vẫn tốt hơn. Đây, nó chỉ là một cái phần bẻ cái thép ở đây thôi đấy, đưa lên đây thì cái hai cái hệ này nó liên kết với nhau vẫn tốt, thì nó sẽ như kiểu như thế này đấy. Và đây là một cái để mình giữ này, rồi liền sang đây nhá, liền sang đây thì đây nó sẽ vẫn là, nếu mà mình giữ lại trục năm thì nó vẫn có cái dầm ở đây đấy, còn không thì cấy một cái cột ở dưới này lên, đâm thẳng từ dưới cái dầm này lên. Thế nên bảo là nếu mà cấy cột nhá cấy cột nhưng mà lại không có cái dầm ở đây thì cấy kiểu gì đúng không? Đẩy thằng này ra. Thế thì bây giờ em làm như này đi, cái vị trí của tầng trên này nhé, em đẩy cái đối tượng này ra sát với cái mép dầm này đấy, sát với mép dầm ngoài này nhá. Sau đó thì cái trục năm này nếu mà quyết định từ đầu bỏ đi thì cũng được, còn không thì cứ giữ theo như thế. Lên trên này em vẽ cho anh thêm cái phần này đấy, thì đây là cái phần ở bể nước ở bên trên đấy, ví dụ như bể nước inox hay gì đấy đúng không? Đây, cả một cái phần như này nó nằm ở bên trên này, chỉ có tác dụng lòi lên để làm một cái bể nước, thấy khó chịu không? Đấy, thì đây là cái phần mái chạy như này, được chưa? Phần dưới này là cái phần nhìn thấy nhá, nhìn thấy ở đây thì ở mặt bằng tầng dưới của em nó như thế nào ấy, bằng bằng tầng áp mái ấy. Nếu mà nhìn ở đây thì không thấy đúng không, nó không có tầng áp mái à. Đấy, ví dụ như phòng kho phòng thờ là anh thấy là đây là cái phần áp mái này. Em xem cái phần cốt nhá, ví dụ như cái cốt này 10 mét bao nhiêu đấy thì nó ở tầm nào, nó ở tầm trên này hay là nó ở tầm đây. Nếu mà ở tầm trên này thì đây là cái tầng áp mái nhá, thì mình dựa vào cái phần đấy để mình vẽ lại cả cái phần hệ dưới này này, xem là cái kết cấu đoạn này nó như thế nào đúng không? À, xem là cái phần bố trí không gian phòng ở bên dưới này nó như thế nào. Lên lên thang đây này, vị trí này là thang đúng không? Đây là lên thang này, sang đây này, chỗ này là thủng này. Đây, thì tại sao nó lại đâm vào trong này? Cố tình à? Không, anh cũng không hiểu là tại sao. Em hình dung nhá, bây giờ nếu mà cái phần mái này này, mình bách lại nhá, mình bách lại cái đoạn mái này nhá, mình gióng sang này, đây, xuống cái tầng dưới. Không cân đối với nhau à? Đâu, xem cái phần này nó có thẳng nhau không ta?
trục này, em kéo lại nhé. Anh mà di chuyển bên này thì nó sẽ di chuyển cả bên kia đúng không? Đây này, bây giờ anh phải di chuyển các cái trục này nó thẳng vào nhau thì anh gióng nó mới đúng. Đây, ví dụ như đoạn này em sẽ thấy này, đây nó có một cái khe ở đây thì chả hiểu có tác dụng gì. Đấy, thế nhá, bây giờ mình có thể mình check được các cái thành phần từ mặt bằng ấy, là nó khớp vào nhau như thế nào ấy. Nếu mà em biết 3D thì em dựng sơ phác lên thì em có thể thấy được cái phần đấy. Nhưng mà ở đây em thấy là đúng là nó có một cái khe ở đây, nhìn xuống dưới này, và xây một đoạn tường ở đây. Xây tường ở đây thì phải có một cái dầm phụ để đỡ cái tường ở trên này rồi, thì như thế là không ổn một tí nào. Cho nên là đẩy cái phần tường này ra nhá, nó sẽ sang đúng vào cái phần cột của dầm ở bên này, phần dầm của cột ở bên này. Đấy, còn lại thì tiếp tục triển khai ra nhá, dựa trên cái phần này đẩy ra này. Ở dưới này thì các cái phần sàn của em vẫn tiếp tục thôi. Đây, các hệ dầm ở bên dưới, dầm sàn ở bên dưới đây thì cứ chạy ngang sang đấy. Mái này đến đoạn nào thì mình vẽ đoạn đấy nhá. Rồi, tiếp tục hoàn thiện cái phần này.